Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tử vi tháng 1 âm lịch. Tháng 1 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung Thân, Hình Tỵ, Hải Tỵ, Phá Hợi, Tuổi Dậu. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 1 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, tức ngày 20 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, tức ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, tức ngày 17 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1, tức ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong tháng này, các gia chủ Kỷ Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 21 tháng 1, tức ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, các gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp,
Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Kỷ Tỵ dự đoán rằng những người sinh năm 1989 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu. Hơn nữa, kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng là một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Đặc biệt, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi tháng 1 âm lịch cho biết tuổi Kỷ Tỵ sẽ nhận được sự may mắn trong tài lộc. Bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Hơn nữa, người tuổi Kỷ Tỵ rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, độ ấp kinh doanh táo bạo sẽ tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, bạn lại là người có tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu, cho nên cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1989 trong tháng này. Bạn có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc. Với những người đã có gia đình thì trong tháng cảm xúc của bản mệnh sẽ lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới những chuyện tình cảm. Người ta lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên xa cách và sự thấu hiểu khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Bạn hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai. Bên cạnh đó, tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến đi du lịch nơi xa. Đây là cơ hội để gia đình tăng gia tăng, tình cảm, cải thiện mối quan hệ của các bạn đối với thành viên. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ Kỷ Tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, trong tháng 1 âm lịch, sức khỏe tuổi Kỷ Tỵ không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân, cơ thể sẽ dễ bị suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Ngoài ra, hãy thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, khi lái xe, bạn cần chú ý xảy ra bất trắc. Ngoài ra, bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ để chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ về vận trình tuổi Kỷ Tỵ trong năm 1989. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc. Trong tháng 1 âm lịch, để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị trong thời gian sắp tới, thì anh chị có thể đăng ký
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.